Bonjour bonjour, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với lớp học miễn phí cùng Liki. Như các bạn cũng đã biết thì Liki là một nơi chuyên cung cấp tất cả các khóa học DAO và DAP trong tiếng Pháp. Nếu như các bạn quan tâm đến các thông tin khóa học thì đừng ngại ngần hãy lên trang liki.com để tham khảo các thông tin khóa học. Và nếu như trong lúc các bạn tự học tiếng Pháp mà có bất cứ một cái thắc mắc gì mà không biết bày tỏ cùng ai thì đừng ngại ngần, hãy liên hệ với chúng mình qua số Zalo ở hình bên nhé. Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay thì đừng quên bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để không bỏ lỡ bất cứ một thông báo nào từ chúng mình nhé. Như các bạn cũng đã biết thì chúng ta đang học theo một cái chuỗi các từ vựng, chuỗi bài học về từ vựng để chúng ta có thể giao tiếp tốt hơn trong tiếng Pháp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái chủ đề vô cùng là thú vị. Khi mà chúng ta muốn đi đây đi đó thì cái phương tiện giao thông nó đóng góp một cái vai trò vô cùng là quan trọng. Giao thông công cộng này rồi phương tiện giao thông nó đóng góp một cái vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và mình nghĩ những cái từ vựng về cái giao thông nó là vô cùng cần thiết. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chủ đề này nhé, với các les moyens de transport, có nghĩa là các phương tiện giao thông. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có là l'avion. L'avion là máy bay. Sau máy bay thì chúng ta sẽ có le camion. Le camion là xe tải. Sau xe tải chúng ta sẽ có le train là tàu hỏa. Le train. Và sau le train thì chúng ta sẽ có le bus. Le bus là xe buýt. Sau xe buýt chúng ta sẽ có là le taxi. Le taxi là xe taxi. Và sau khi mà taxi xong thì chúng ta sẽ cùng làm quen với xe hơi. Xe hơi trong tiếng Pháp là la voiture. La voiture. Một cái phương tiện công cộng nữa mình nghĩ, một cái phương tiện nữa mà mình thấy vô cùng là thú vị, đó nghĩa là đi thuyền. Thuyền trong tiếng Pháp có nghĩa là le bateau. Le bateau. Và một cái phương tiện vô cùng là gần gũi, quen thuộc, thuận tiện ở Việt Nam chúng mình đó chính là xe máy, là la moto. La moto. Xe đạp chính là le vélo. Và xe mà tàu nhanh ấy mọi người ạ, tàu siêu tốc ấy thì chúng ta sẽ gọi là le tramway. Le tramway. Nào, cùng nhắc lại với mình nhé. L'avion. L'avion là xe, là tàu, là máy bay. Le camion. Le camion là xe tải. Le train. Le train là tàu điện ngầm. Le bateau. Le bateau là thuyền. Le taxi. Le taxi là xe taxi. La voiture. La voiture là xe hơi. Le bus. Le bus là xe bus. La moto. La moto là xe máy. Le vélo. Le vélo là xe đạp. Và le tramway. Le tramway là tàu siêu tốc. Và trong tiếng Pháp mình sẽ cùng làm quen, và trong số tất cả những cái phương tiện giao thông mà mình vừa đưa gửi đến các bạn thì sẽ có những phương tiện gọi là phương tiện giao thông công cộng và những phương tiện được gọi là phương tiện cá nhân. Vậy phương tiện giao thông công cộng trong tiếng Pháp là gì? Đó chính là les transports en commun, là các phương tiện giao thông công cộng, và les transports privés là các phương tiện giao thông cá nhân. Và các bạn có thể nhìn thấy trong hình này thì chúng ta sẽ có thể thấy là l'avion này, rồi là le camion này, le bus, le taxi, le bateau, rồi là le train, le tramway là các les transports en commun. Và còn lại là la moto, la voiture, le vélo sẽ được gọi là các les transports privés, các phương tiện cá nhân nhé. Nào, chúng ta cùng ghép câu nhé. Chúng ta cùng ghép câu nhé. Anh chàng hình đầu tiên thì anh sẽ nói là je vais livrer en moto, là tôi sẽ di chuyển bằng xe máy. Và bạn nữ nói là je vais aller à l'école en bus, là bạn ấy sẽ đến trường bằng xe bus. Tiếp theo chàng trai này sẽ nói gì, chúng ta sẽ cùng phân tích ví dụ này nhé. Les billets de train sont épuisés. Je vais réserver un billet d'avion pour ce voyage. Có nghĩa là vé của tàu hỏa thì đã épuisé, có nghĩa là đã đầy rồi, đã hết sạch chơi mất rồi, nên là anh ấy buộc phải đặt vé avion là xe máy, xe máy bay cho cái chuyến du lịch của anh ấy nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một số các địa điểm khi mà chúng ta sử dụng các phương tiện đấy. Nếu như chúng ta dùng xe bus, le bus, thì chúng ta buộc đến, chúng ta phải chờ xe bus ở các l'arrêt de bus, là các trạm xe bus. Nếu như chúng ta sử dụng tàu hỏa là le train, chúng ta phải buộc đến nhà ga, và nhà ga trong tiếng Pháp là la
gare. Và nếu như chúng ta sử dụng máy bay là l'avion, chúng ta buộc phải đến sân bay. Sân bay trong tiếng Pháp là l'aéroport. Và nếu như nhà bạn nào có xe hơi mà nhà chúng ta điều kiện không cho phép để đỗ xe, hoặc là chúng ta vào các trung tâm thương mại hoặc là các địa điểm công cộng mà chúng ta không có chỗ để xe, thì chúng ta buộc phải tìm một cái chỗ để xe. Và chỗ để xe trong tiếng Pháp sẽ được gọi là un parking nhé mọi người nhé. Và tiếp theo, cái từ vựng ở bên bảng sẽ giúp ích cho những bạn nào đang sử dụng xe hơi. Đầu tiên thì như các bạn cũng đã biết thì chúng ta muốn đi xe hơi thì chúng ta phải đổ xăng đúng không nào? Và xăng trong tiếng Pháp sẽ là l'essence, rất là quen thuộc, rất là giống tiếng Việt đúng không mọi người? L'essence. Nếu như chúng ta muốn đổ xăng, chúng ta phải đi tìm các trạm xăng. Trạm xăng trong tiếng Pháp sẽ là la station service. Chúng ta đến các trạm xăng, chúng ta đổ đầy xăng xong, chúng ta sẽ bon trên đường. Nhưng đôi lúc xe của chúng ta bị hỏng, vậy thì hỏng trong tiếng Pháp chúng ta có thể nói tomber hoặc être en panne. Tomber en panne hoặc là être en panne. Hỏng thì chúng ta phải kiếm chỗ sửa. Động từ sửa trong tiếng Pháp là réparer, réparer. Chúng ta đi đến siêu thị, chúng ta đi đến trung tâm thương mại, chúng ta đi đến công viên giải trí thì chúng ta buộc phải đỗ xe. Và động từ đỗ xe trong tiếng Pháp là se garer, se garer. Chúng ta bon trên đường, chúng ta lái xe, động từ lái là conduire. Và khi mà chúng ta được quyền sử dụng lái xe mà không bị các chú cảnh sát hỏi thì chúng ta buộc phải có giấy tờ lái xe. Và giấy tờ lái xe trong tiếng Pháp là le permis de conduire. Nàng cũng nhắc lại với mình nhé. L'essence là xăng. La station service, trạm xăng. Tomber en panne, être en panne, hỏng. Préparer, sửa chữa. Se garer, đỗ xe. Conduire, lái xe. Le permis de conduire, giấy phép lái xe. Và khi mà chúng ta tham gia giao thông thì các tín hiệu, các biển báo thì rất là cần thiết. Hoặc là chúng ta cần biết những cái cách nói như thế này trong tiếng Pháp như thế nào để khi có người hỏi đường chúng ta có thể giúp được họ nhé. Rẽ trái chúng ta có thể nói là prendre hoặc tourner à gauche. Rẽ phải chúng ta sẽ dùng prendre hoặc tourner à droite. Đi thẳng chúng ta có thể dùng continuer hoặc aller tout droit. Băng qua đường hoặc quăng ba đâu đó chúng ta sẽ dùng traverser. Đi trên đường gặp đèn đỏ, gặp tín hiệu đèn giao thông chúng ta sẽ gọi đèn giao thông là un feu. Đi qua các ngã tư chúng ta tuyệt đối phải nhìn ngang, nhìn dọc, không sẽ xảy ra tai nạn không đáng có. Vậy thì ngã tư trong tiếng Pháp là un carrefour. Và một cái nữa, khi mà chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta sẽ đi trên đường, đường là la rue. Nào các bạn cùng nhắc theo tín hiệu của mình nhé. Đúng rồi, prendre hoặc tourner à gauche. Continuer hoặc aller tout droit. Prendre hoặc tourner à droite. Traverser. Nào, chúng ta cùng đến với ví dụ bên hình nhé. Và cái ví dụ này là một đoạn hội thoại, anh này anh đã hỏi đường nhé. Savez-vous où se trouve la station service? Là bạn biết cái trạm xăng ở đâu không? Và anh đối diện đã trả lời như sau. Veuillez tourner à droite lorsque vous arrivez au carrefour. Là đến khi nào mà bạn thấy ngã tư thì bạn tourner à droite là bạn rẽ phải. Vậy là chúng ta đã kết thúc buổi học ngày hôm nay với những cái từ vựng liên quan đến các phương tiện công cộng, rồi cũng như là các tín hiệu giao thông trên đường. Và những cái từ liên quan như trạm xăng này, rồi là lái xe, rồi là hỏng xe. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích buổi học ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy video này hấp dẫn thì đừng quên bấm like và chia sẻ video này giúp mình nhé. Bởi vì đó là một cái động lực rất là to lớn giúp chúng mình có thể đem đến thật nhiều các video khác gửi tới các bạn. Mùa dịch này chúng ta hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe an toàn, phòng chống dịch. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.